Hello, everybody, and welcome. Thank you for joining the 2021 Virtual Foreclosure Resource Town Hall Meeting with Vietnamese Interpretation, provided by TUI and INVO with Community Language Cooperative. Thank you for guys for hosting today's translation services. My name is Enrique Bustos, and I am the project manager with Brothers Redevelopment. We are so pleased to have you attend tonight. Just want to let you know that tonight's presentation will be recorded for training purposes and will be able to be accessed on the Denver.gov website through the Clerk and Recorder's Office. We want to take a moment to thank our network partners, the City of Denver, Office of Financial Empowerment and Protection, Denver Housing Authority, Brothers Redevelopment, Denver's Clerk and Recorder's Office, Newset, and many more. Please be advised to hold all questions until the very end, and they will be responded accordingly. Thank you for your time and patience, and enjoy today's town hall meeting. Xin chào và chào mừng quý vị đến với cuộc họp ảo của tòa thị chính về nguồn lực tịch thu nhà năm 2021 với phiên dịch tiếng Việt do Thủy Lê và Hiển Võ cung cấp với Community Language Cooperative. Tên tôi là Enrique Busto, giám đốc dự án với Brother Redevelopment, tái phát triển anh em. Chúng tôi rất vui khi có quý vị tham dự tối nay. Xin lưu ý rằng cuộc họp thị trấn tối nay sẽ được ghi lại cho mục đích đào tạo. Chúng tôi muốn dành một chút thời gian để cảm ơn các đối tác mạng của chúng tôi là Văn phòng Trao quyền và Bảo vệ Tài chánh thành phố Denver, Cơ quan Quản lý Nhà ở Denver, Tái phát triển anh em, Văn phòng Thư ký và Ghi âm, Newtid CDC và nhiều nữa. Vui lòng giữ tất cả các câu hỏi cho đến khi kết thúc bài thuyết trình và chúng tôi sẽ được xem xét và trả lời cho phù hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và sự kiên nhẫn. Hãy tận hưởng buổi họp mặt tối nay. Nếu quý vị có cần bất cứ điều gì thì xin vui lòng cho tôi biết. Xin cảm ơn. Bây giờ mình nói về cái giải đáp về tịch thu nhà qua cái chương trình của văn phòng bảo trợ và tài chính. Giải đáp về tịch thu nhà, giới thiệu nguồn hỗ trợ về tịch thu nhà mà thành phố quý vị cung cấp. Next slide please. Văn phòng ủy thác công cộng, chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì? Văn phòng ủy thác công cộng ở Denver là một bộ phận của văn phòng lục sự và văn khố. Chúng tôi quản lý quy trình tịch thu nhà như một bên thứ ba trung lập. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin giải thích về các quy trình tịch thu nhà mà chúng tôi quản lý. Next slide please. Văn phòng ủy thác công cộng, nếu quý vị bị tịch thu nhà, mở và đọc bất kỳ thư nào mà quý vị nhận được từ văn phòng ủy thác công cộng, chúng tôi gửi thông báo cho quý vị về quyền của quý vị trong thời gian bị tịch thu nhà. Liên hệ với chúng tôi để hỏi về quy trình giải cứu. Liên hệ với chúng tôi để hỏi về cách sự phá sản ảnh hưởng đến nhà bị tịch thu. Cân nhắc tìm sự trợ giúp pháp lý. Ghi chú, văn phòng ủy thác công cộng không thể tư vấn pháp lý, dịch vụ pháp lý Colorado trợ giúp pháp lý cho những người không có khả năng chi trả. Liên hệ với họ theo số 303-837-1313 để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ của họ không. Next slide please. Cách liên hệ với chúng tôi, gọi cho chúng tôi theo số 720-865-8000
2677, gửi email cho chúng tôi tại foreclosures@denvergov.org, đến gặp chúng tôi tại 201 West Colfax Avenue. Không khuyến khích đến văn phòng trong thời gian diễn ra đại dịch COVID. Tuy nhiên, nếu quý vị cần đến văn phòng, chúng tôi có nhân viên làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ, thứ hai đến thứ sáu. Next one, please. Cơ quan tư vấn gia cư được HUD chấp thuận. Quý vị có lo ngại về việc trả tiền thế chấp trong tương lai do vấn đề COVID-19 hoặc do các khó khăn tài chính khác không? Quý vị có lo lắng do chậm trễ trả tiền thế chấp HOA và hoặc thế tài sản của mình không? Quý vị có nhận được các cuộc gọi và hoặc tài liệu qua thư mà không chắc về mình không? Thành phố và quận Denver có 7 cơ quan tư vấn nhà được HUD chấp thuận. Mỗi cơ quan có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp thông tin về quy trình tịch thu tài sản. Thay mặt quý vị, vận động với bên cho vay trợ giúp điều chỉnh và các đơn xin hỗ trợ khác, chúng tôi cung cấp các giới thiệu cộng đồng và cho các nhu cầu khác. Chúng tôi hợp tác với văn phòng trao quyền và bảo vệ tài chính. Khi tìm sự trợ giúp văn phòng ngừa tịch thu nhà, hãy luôn tìm đến làm việc với cố vấn gia cư được HUD chứng nhận. Chúng tôi chứng nhận bởi HUD và miễn phí. Next slide, please. Cách chuẩn bị cho cuộc hẹn với cố vấn gia cư được HUD chứng nhận. Gửi email hay gọi đến cơ quan tư vấn gia cư được HUD chấp thuận ở Denver để lấy hẹn. Chuẩn bị để hoàn tất các mẫu đơn, lấy thông tin và nộp giấy tờ về thu nhập. Bản sao kê thế chấp, ID của quý vị và các thứ khác mà có thể quan trọng với trường hợp của quý vị. Chuẩn bị từ 1 đến 2 giờ cho cuộc hẹn của quý vị. Các cơ quan của chúng tôi có thể cung cấp các cuộc hẹn qua điện thoại hay Zoom. Next slide, please. Những gì mong đợi từ tư vấn nhà ở thì ở dưới đây có 4 cột khác nhau. Cột thứ nhất là tính toán thu nhập. Cột thứ hai, thu nhập ngân sách do với các khoản nợ. Cột thứ ba, phân tích tín dụng. Và cột thứ tư là tới giới thiệu. Nhân viên tư vấn nhà ở giúp quý vị khám phá các lựa chọn vẫn ở lại trong nhà của quý vị hay rời khỏi nhà của quý vị. Next slide, please. Cơ quan tư vấn được HUD chấp thuận ở Denver thì ở dưới đây có các tên của cơ quan, gồm có số điện thoại, email và có những ngôn ngữ thì chỉ có New State với lại Northy thì sẽ có người thông dịch. Thì xin quý vị nếu có liên lạc từng cơ quan thì có từng số điện thoại và email. Next slide, please. Văn phòng trao quyền và bảo vệ tài chính. Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì? Huấn luyện tài chính trực tiếp miễn phí không giới hạn. Hỗ trợ bảo vệ tài chính người tiêu dùng miễn phí. Điều hướng hệ thống và vận động miễn phí. Miễn phí dùng các sản phẩm ngân hàng an toàn và có giá hợp lý qua nhà băng ở Denver. Next slide, please. Văn phòng trao quyền và bảo vệ tài chính. Các tình huống tịch thu nhà có thể phức tạp hơn nữa do gian lận tài chính.
Nếu bạn đã gặp bất kỳ loại gian lận nào sau đây, liên lạc văn phòng bảo vệ và trao quyền tài chính. Thứ nhất, cho vay không công bằng hoặc là thực hành nhà ở, ăn cắp tiền lương. Thứ hai, thứ ba, gian lận công chứng. Thứ tư, lạm dụng tài chính của người cao tuổi. Next slide, please. Văn phòng trao quyền và bảo vệ tài chính. Nếu quý vị bị tịch thu nhà, nếu quý vị chưa liên hệ với cơ quan tư vấn nhà ở được hết chấp thuận, chúng tôi sẽ ngay lập tức giới thiệu trong ngày. Sau đó, chúng tôi sắp xếp cuộc hẹn cho buổi huấn luyện tài chính trực tiếp, miễn phí để giúp quý vị cải thiện tín dụng, giảm nợ, tăng khoản tiết kiệm, lập ngân sách và giới thiệu để chuẩn bị thuế miễn phí. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá tình hình tài chính của quý vị và đưa ra các giới thiệu phù hợp để nhận tài trợ tránh bị tịch thu nhà, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ tiện ích, hỗ trợ thực phẩm, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ y tế, vân vân và vân vân. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá các sản phẩm ngân hàng của quý vị và hướng dẫn về các sản phẩm ngân hàng an toàn có giá hợp lý. Next slide, please. Cách liên hệ với chúng tôi. Gọi cho chúng tôi theo số 720-944-2498 hoặc là gửi qua email cho chúng tôi tại fec@denvergov.org hoặc là truy cập tại cái website của họ ở dưới đây. Next slide, please. Cảm ơn quý vị đã tham gia với chúng tôi. Và sau đây thì nếu gia đình có muốn tìm hiểu thêm thì truy cập qua www.denvergov.org để biết thêm thông tin và bản ghi của bài thuyết trình này. Và có ở sẵn ở trên ghi âm luôn. Cho nên xin quý vị có thể tham gia qua cái website của họ sau khi đó. Sau này thì quý vị có muốn hỏi thắc mắc gì thì cứ hỏi. Right, we are set. So Tree, there's a question in the chat and it says, do you have to be a resident of Denver to access services? Mm-hmm. I can answer that question. No, doesn't need to be just resident from Denver. It can be anybody in Colorado. Dạ, cái câu hỏi đó là có phải có ở Denver không? Thì bất cứ ở chỗ nào, không phải những ở Denver không? And then the second question. Hiển có thấy mấy cái câu hỏi đó không? Can you access services if you are undocumented? Yes, we can provide services with IT number on our organization on a new set. Yeah, we can provide the services with IT number. Yeah, thì cái câu hỏi là mình có thể nhập vô cái chương trình này là có không có cần giấy tờ chính thức không, thì cô ta nói là có thể làm được.
If I have a question related to foreclosure prevention, which agency can I reach out to? Nếu mà tôi có những cái câu hỏi thì vô trong cái nhóm nào tôi có thể vô được trong? I would say that all of the HUD approved agencies, there's 7 in Denver, you can reach out to. We would arrange for interpretation services if your primary language is Vietnamese and P as well. Thì có với cái tất cả những cái cơ quan tư vấn là có tất cả 7 chỗ khác nhau đây. Thì nếu mà quý vị có cần á, thì quý vị liên hệ với những cái số điện thoại của họ hoặc là email thì họ sẽ có người thông dịch. Do I need to schedule an appointment with a housing counselor if I need any further assistance? Nếu mà có cần phải làm hẹn để cần sự giúp đỡ thêm hơn thì tôi có cần làm hẹn được không? Yes, they need to call to set up an appointment, and also they need to fill up an application and provide some documents like income documentation and to provide that service. Dạ vâng. Dạ vâng, phải cần gọi tới và làm cái hẹn và đem những cái giấy tờ đầy đủ và phải điền một cái đơn và đem tới như như là cái ngân hàng mình hay là những cái tiền lương của mình để đem tới và họ sẽ giúp. Nhưng mà phải làm hẹn trước. Can you tell me how long a typical housing counseling session lasts? Cái câu hỏi kế tiếp là khoảng bao lâu thì cái người tư vấn cố vấn cái chương trình đó sẽ mất hết bao lâu? It depends on each case, but it's an average of 2 hours. Yeah, đi cái này là cũng tùy theo, thường thường là phải mất 2 tiếng đồng hồ. What do you recommend is best practice when reaching out to a housing counselor? Khi có ý kiến khi để liên lạc với cái người cố vấn về nhà ở đó là cái nào tốt hơn? I would suggest that you have paperwork prepared, income records, as Veronica stated. Have your ID available. Ask if you are speaking with a HUD-approved housing counselor. Be prepared for probably 1 to 2 hours of counseling time. And let us know so we can get an interpreter to be available during the counseling session. Yeah, thì khi mà có muốn làm cái hẹn á, là phải chuẩn bị là trước 2 tiếng đồng hồ và đem những cái giấy tờ cần thiết và cái bằng lái của mình hoặc là chứng minh nhân dân và hỏi tới văn phòng trao quyền và bảo vệ tài chính. Và nếu mà có cần thông dịch thì quý vị nói với họ là tôi cần người thông dịch bằng ngôn ngữ gì thì họ sẽ cung cấp cho. Is there anything else that I would need to know regarding a housing counseling session? Can I bring family? Can it just be myself? What are the limitations on an actual intake appointment? Nhà nãy tôi có cần phải đem gì thêm để khi mà tôi gặp những người mà tư vấn cố vấn tới gặp về văn phòng trao quyền bảo vệ, tôi có thể là đem gia đình tới được hay không, hay là cần gì thêm nữa không?
Yes, family members can come certainly to support you, or if you wish a friend to join you as well, as long as the primary homeowners are present during the counseling session. Enrique, I couldn't hear that last question you said. Was there anything else special needed for an intake appointment? Definitely mortgage statements or any foreclosure notices. And any other specific documentation we would ask for once we learn of your situation, your personal situation. Yeah, nói thì có, vâng, gia đình có thể là đi theo hoặc là bạn, người bạn đi theo, nhưng mà người chính là quý vị, là người phải cần có mặt và có thể cầm theo những giấy tờ mà liên hệ với tới nhà cửa, hoặc là bất cứ những giấy tờ gì mà ở trong chỗ nhà cửa có gửi về cho quý vị thì quý vị cứ việc đem theo. Can you tell me what I can expect from the Office of Financial Empowerment regarding counseling with their navigation team? And how is it different from housing counseling? Yes, housing counseling will help to ensure that the individual is able to maintain their home or sell their home. And our goal is to ensure that the customer is able to maintain and sustain the home, looking at their budget, making sure that they're on track to meeting that goal, making that mortgage payment, and we can help them with other financial questions as well. Hiện có thể dịch được cái đó không? Thì đương nhiên có sự khác nhau giữa những cái nhà tư vấn về nhà, thì nhân viên tư vấn nhà ở của sẽ giúp quý vị sẽ khám phá sự lựa chọn và có thể là ở nhà của quý vị hay là phải ra khỏi nhà của quý vị, thì họ sẽ giúp cho quý vị những cái lựa chọn nào có thể là giúp để cho quý vị tìm được những cái cách khác nhau và hợp lý cho quý vị. Are there any agencies that can provide cash assistance if we're struggling with our house payments? Có những cái chỗ nào khác để có thể giúp thêm về tài chánh hay không? Anybody in housing want to answer that? I didn't hear the last part. Just cash assistance for folks going through foreclosure to help with the foreclosure process. There are resources that are available through the state, through federal funds. There's private funds. All of them have different rules, different requirements for paperwork. And that is the value of meeting with a HUD-approved counselor. They will assess your situation, finances, determine the type of mortgage you have, and where you are in the foreclosure process. And all that information will help in determining which assistance program would best serve you. Yeah, thì khi quý vị có bất cứ những cái vấn đề về tịch thu nhà, thì quý vị đem hết những cái giấy tờ mà cần thiết tới, thì họ sẽ giúp đỡ và tìm mọi cách để có thể là để giúp cho quý vị là có thể xin được một số tiền để giúp tài trợ, để hỗ trợ để giúp cho một phần đó, hoặc là hỗ trợ những cái thực phẩm, hoặc là giảm nợ, tăng khoản tiết kiệm, hoặc là lập cái ngân sách mà để có hợp lý, pháp lý về ngân hàng á, để cho quý vị giải quyết được những để không có bị tịch thu nhà. If I need legal representation, who can I reach out to assist with that? Nếu mà tôi cần về sự giúp đỡ
Về dịch vụ pháp lý thì ai là người tôi sẽ liên lạc được? Sorry, I was muted. I can answer that. So the foreclosure process is a very serious matter that at times will require a person to contact an attorney so they can understand their legal rights to prevent the foreclosure from going through. If you are over the age of 60 or if you meet certain income guidelines, you can apply with our organization, Colorado Legal Services. We are a statewide program, so we have offices throughout the state of Colorado. We do assist people with foreclosure advice and assistance. And if you do not qualify for our services, I would suggest that you contact an attorney who is familiar with foreclosure and what options may be available. Yeah. Thì nếu mà quý vị có cần thêm sự giúp đỡ nữa thì sẽ liên lạc với lại dịch vụ pháp lý, thì liên lạc với chúng tôi. Và đây là nó có cái chỗ trên mạng là quý vị sẽ vô trong denvergov.org thì sẽ tìm ra nếu mà quý vị người nào trên 60 hoặc là cái tiền lương nó bị thấp thì chúng tôi sẽ giúp về cái phần đó và giải và coi cái theo cái về cái ngân hàng của cái quý vị có an toàn được hay không. Và nếu mà không được rồi thì quý vị liên lạc với luật sư của quý vị, thì luật sư của quý vị sẽ tìm cách bằng cách nào là sẽ giúp cho quý vị không có phải bị thu nhà. Thì ở trên đây có cái chỗ website đó thì họ sẽ nó ra là công cộng. Thì ở trên quý vị vô trong cái denvergov.org á, thì sẽ có hết ở trong đó, thì bấm cái chỗ file thì sẽ tìm ra hết. We would like to thank everybody for attending today's meeting and learning about foreclosure resources. If you have any further questions, please reach out to any of the agencies that are in the PowerPoint. This information will be recorded and distributed for your access online. And if you have any questions, feel free to reach out to any of the agencies. Thank you for your time tonight. Yeah, cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt và để dành thời gian tới hôm nay. Nếu quý vị có muốn hỏi thắc mắc gì thì quý vị có thể lên trên cái mạng và quý vị sẽ thấy trong cái ngày hôm nay là cái buổi họp hôm nay và có hết những cái tin tức về tiếng Việt. Thì quý vị vô trong đó và nghe và truy cập. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ gọi tới những cái số điện thoại ở trong đó, thì họ sẽ giúp cho quý vị và có người thông dịch cho quý vị. Thank you. Cảm ơn quý vị. Thank you. Thank you. Everybody, thank you. Thank you. Have a good night. Take care, everyone. Good night. Thank you.